Thì khi mà trẻ nó bị dị vật đường thở hoặc sặc sữa tím tái thì mình sẽ làm cái gì? Thì các anh chị thấy nè, mình sẽ dùng cái nguyên cái bàn tay, bàn tay mình đỡ, mình để cái tay mình lên đây, đỡ cái tay mình lên trên để bé. À, cái động tác này cần phải tập. À, đối với tụi tôi thì rất dễ nhưng đối với người nhà không phải đơn giản. À, bị đứa bé không phải là cái mô hình nó nhiễu nhẹ mà bị nó đang tím tái khó thở mà hoặc nó quậy. À, thì phải làm như thế nào để an toàn không mà bệnh nhân không chết, chưa chết gì dị vật đường thở, mình chết gì nó ngã xuống đất té xuống đường cái nào nha. Đó, mình sẽ làm tư thế mình cho vững nè, hai bàn tay cặp cái cổ ra và ngửa cái cổ ra một chút xíu và cho cái đầu thấp ha. Nếu mà để cho ăn nữa thì các chị nên nhớ như thế này, để cho ăn nữa thì các chị để cái chân lên cái ghế ha và để cho nó thấp như vậy, hoặc là mình làm như thế này, mình để như vậy nó thấp như vậy, cái đầu nó thấp xuống và ngửa cổ ra, là mình sẽ làm cái biện pháp là vỗ lưng ấn ngực, là cái nghĩa mình ấn giữa cái đường ngang và đường nguyên vú đây dưới 1-2 phát ngón tay ngay giữa ngực mình ấn nè, mình ấn 1, 2, 3, 4, 5. Các chị mỗi lần ấn tôi nghe thấy cái hơi ra xịt không, có nghĩa là sao, là tôi tạo cho cái lồng ngực này tăng áp lực một cách đột ngột để tống cái dị vật đang nghẹt cái đường thở ra ngoài. Nếu mà nó vẫn còn tím tái tôi có thể úp lại theo cái phương pháp đó. Cái phương pháp này gọi là phương pháp trở bánh tráng á. Có nhìn thấy ngay giữa hai xương bả vai, giữa hai xương bả vai đây, kẽ đây, thì các anh chị dùng cái gót bàn tay nhẹ nhàng thôi, cũng phải để cái đầu cổ nó hơi ngửa ra ha. Các anh chị chịu không nha, và dùng gót bàn tay 1, 2, 3, 4, 5. Các anh chị thấy chưa? Đây các anh chị thấy nè ha, để lên ngửa cổ ra ha. Và các anh chị sẽ dùng hai ngón tay để ngay giữa ngực và dưới đường nối liên vú ha, những ngực nè, dùng hai ngón tay ấn nè, 1, 2, 3, 4, 5 cái. Cái thì ấn phải dứt khoát thì nó mới tạo được cái tăng áp lực đột ngột trong ngực, mục đích mình nói rồi. Chứ còn các chị ấn kiểu này nhìn không có tác dụng gì hết, không có tác dụng gì, cái gì hiểu không, nó mới tắm ra được ha. Rồi sau đó mình sẽ úp lại, mình sẽ bổ lưng nếu mà thất bại thấy còn tím tái giữa hai xương bả vai vừa vừa tùy theo mẹ. Cái đấy là cái phương pháp là bổ lưng ấn ngực, bổ lưng ấn ngực làm trở qua trở lại cho tới khi nào nó hồng hào thì con ha. Còn nếu mà lỡ thấy nó tiếng ngắt, nó không còn thở gì nữa hết thì bắt đầu mình sẽ bỏ xuống, bỏ em bé xuống một cái mặt đất là mình bắt đầu mình thấy không còn thở nữa thì mình sẽ ấn tim cho trẻ ha. Ấn tim cho trẻ 1, 2, 3. Mình sẽ làm cái gì, mình ngửa cổ mình kiểm tra có gì giật mình lấy ra, xong rồi mình sẽ hút cổ bệnh nhân ha. Các chị thấy tôi khỏi cái lồng ngực nó nhô lên, các chị thấy lồng ngực nó vô, ngửa cổ ra khỏi muốn có hiệu quả hay không là các chị thấy lồng ngực nó vô ra. Mình làm phải cái gì cũng phải có hiệu quả, mình phải đánh giá cái hiệu quả của nó mới có tác dụng được đó. Và bắt đầu thổi và ấn tim ha. Tần số ấn tim là khoảng bao nhiêu, là khoảng 100 lần một phút à, một lúc à. Nếu mà có một người làm thì cứ ấn 15 cái thổi 2 cái, ấn 15 cái thổi 2 cái, làm cho tới khi nào bệnh nhân tự thở lại được thì thôi. Còn nếu không thì sao, không thì sao, cái gì ẩm chạy tới là gì, đúng không, phải không? Nhưng mà có một câu đừng quên, phải vừa đi vừa làm, đúng rồi, cái đó cực kỳ quan trọng. Không có ai mà mua nhà xác chết bệnh viện đâu ha, phải tới liền vì mình có bao nhiêu 4 phút. Còn còn nhớ cái gì nữa, còn cái gì nữa, mình còn cái sự hỗ trợ này, 1, 1, 5 nhớ trong đầu, nhớ. Tôi không biết nữa. Sau khi cái bài này nó ra tôi nghĩ là cái thứ 1, 5 nó đắt hàng lắm,